9 tháng 2. Từ các nhà nó lại là Ashley. Chỗ này là cái ở trên là cái máy lạnh. Máy móc nó đóng luôn cái lớp dách vôi ở dưới trần nhà, là nó ở trên nóc nhà nó phun. Nó phun một lớp insulation giống như cái miếng tím tím vậy, nhưng mà nó rời giống như bông gòn rời chứ không có ê ê gì. Không phải giống như cái mà nó làm ở trong vách phun dày lên khoảng 3 tấc ở trên nóc nhà. Phun đầy giáp ở trên đó. Khi nó làm cái này là nó phải đeo khẩu trang rồi hết, bịt mũi rồi hết. Nó
nên nó phải mở cửa sổ lên cho thoáng. Kính là không sợ. Tại vì miếng này nó có nhiều bụi lắm, giống như miếng mùa lạnh này kiểu hơi lạnh. Bụi như nhuyễn nó bay mình hít vô là nó vô người mình ngứa rồi. Cái lớp insulation này là nó giữ ấm, nó cách nhiệt, giữ ấm, giữ hơi lạnh không vô, hơi nóng không vô, chứ nó ngăn bớt cái tiếng ồn ở ngoài vô nữa. Ở ngoài nhà xe thì nó không có lót cái lớp này. Hổm là tính lót luôn đó. Tính kêu nó lót cái lớp này cho giữ ấm cái nhà xe. Mùa đông mình có đem cây cối mình trồng mình đem vô đây mình để nó không chết. Nhưng mà bên cất nhà nó nói ở ngoài này không có máy lạnh. Mà lót cái lớp này mấy cái ngày mà sương mù đồ hơi nước ẩm ở ngoài nó sẽ hút vô cái lớp này. Lâu ngày nó sẽ mọc mốc lên. Cái lớp này giống như bông gòn. Mà ở ngoài mà mấy ngày mà sương mù, mùi sương nhiều, hơi nước nhiều nó hút vô cái lớp này. Mà không có máy lạnh nữa thì nó sẽ giữ cái hơi nước trong cái miếng này. Rồi nó sẽ mọc mốc lên, lâu ngày nó mọc mốc lên. Nó có thể làm luôn mục luôn cái vách nữa. Nói vậy thôi cho nên không có làm. Này dách dồi, dách để đóng ở trong nhà. Này dồi, cào nó ra giống như dồi à. Ngoài thì lớp giấy vậy thôi. Ở trong thì giống như dồi. Này mấy miếng này chắc đủ đóng nhà xe không đủ nữa.